Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Hùng ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Hùng có về một số lô cây mai tàn ha, bông đẹp lắm, gì to nhiều cánh ha. Tàn thì tròn đều, đế đẹp, giá thì hữu nghị ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Hùng. Đa số thì dán trực tàn thông. Rồi, chào anh. Chào anh Tâm. Yeah. Chào chú, cô bác trên mọi miền đất nước. Hôm nay em có về 105 cây mai tàn hạt giáo đức bông từ 6 tới 12 cánh hình thức của em, và nếu lấy 50 cây trở lên thì em bao 100 km. Yeah. Nếu mà lấy hết lô thì em bao cho 200 km. Yeah. Lô này là có 105 cây cho cô chú anh chị. 105 ha. À. Dạ, giờ mình đo cái cây nhỏ nhất đi. Dạ. Cây lớn thì nhỏ. Cây lớn cây nhỏ ha. Dạ. Hoành thân với chiều cao ha. Giờ mình đây đo cây nhỏ nhất. Hoành nhỏ nhất nó là 15, tỷ lệ 15 ít lắm nha cô chú anh chị. Rồi. Nè. Đó. Cái cây này là 15. Đó. Rồi, cây lớn nhất luôn. Nó nằm trung bình là 17, 18, 12, 9 nhiều. Dạ. Nha cô chú anh chị. Cây này để bàn đều ha. Đó. À, cái cây này là cây lớn nhất nè. Yeah. Nó nằm từ khoảng từ 15 tới 19 thì cũ nở luôn ha. Là em bán cái giá là xô 105 cây là 250.000, hoành này hoành 19,5 ha. Đế lực ha. Em dao động cái giá từ 250.000 là em bán hết 105 cây này ha cô. Dạ. Chú anh chị, nếu cô chú anh chị lấy hết 105 cây này thì em giao bao ship 200 km, nếu 50. Dạ. Cây thì em bao ship 100 km. Dạ. À. Còn 10 cây anh. Còn 10 cây thì em tính cái giá khác. Dạ, dạ. Dạ. Có gì thì cứ alo anh nè, để thỏa thuận Zalo ha. Dạ. Đó, đây cái gì? Cũ nở nè. Cũ nè. Đi nơm đi bàn cũ nở. Rất nhiều luôn vậy. Đó. Cái lô này là hoành nhỏ nhất là 15 nha cô chú anh chị, mà hoành. Dạ. 15 là tỷ lệ 1-2% nha. Rồi, cô chú anh chị, còn như là 17-18 là ít. Có cây này thấp nhất nè. Cây này lùng lực ha. Cái này thấp nhất là 91. Dạ. Rồi. Cao nhất cái này chắc cỡ 1m6, 1m7 á. Dạ. Cao nhất là 142.9. Dạ. À, đây đây. Dạ, cái lô này là 105 cây nha cô chú anh chị. Nếu cô chủ lên cây ha. Cô chú anh chị lấy hết thì em để cái giá hữu nghị là 250.000. Yeah. Mà em bao 200 km, còn nếu lấy 50 cây thì em bao chỉ bao 100 km đổ. Yeah. Lại à, cây này có cây này lắc lượng ha, đa số thì dán trực, còn có cây này nó lắc có lượng. Một hai cây dán lắc à, còn. Yeah. Như là lấy dán trực cô chú anh chị không ha, thì nhiều. Này là bông hạt giáo Thủ Đức vô cô chú anh chị, bông từ 6 tới 12 cánh. Yeah. Nha cô chú anh chị. Cây là cây nhỏ nhất. Yeah. Đế lực cũ nở, lại cành đều. Rồi, 105 cây ha. 105 cây. Dạ. Yeah. Giờ mình quay qua mình rồi tiếp theo anh. Tiếp theo với tới em có 30 cây mai phôi ha. Mai phôi hạt giả Thủ Đức. Yeah. Là nhu của chú anh chị là hoành từ 17 tới 22. Yeah. Em bán cái giá là 430.000. Rồi, 430.000 ha. À. Nếu mua hết cái lô này ha. Mua hết lô này là bán giá 430.000. Mình ship sao anh? Mình ship nếu mà gần á
thì em bao ship chỉ 50 cây số đổ lại thôi. 50 cây số đổ lại ha. Tại vì cái này nó quá ít. Đó, đây quý vị, để mình sơ lược bộ đế cho quý vị xem ha. Và chiều cao dao động tầm nhiêu anh? Thấy cũng cỡ ha. Cỡ. Chiều cao nó là 64. Rồi. Cái cây bự nhất đó, cái cây bự bự nhất đây. Cây thấp nhất luôn. Cây bự nhất, cây này là hoành 21. Rồi. Rồi có cây hoành 22, rồi cây nhỏ nhất là hoành 17. Dạ. Đa số thì lấy bàn ha. Cộng to lực cũ nở luôn. Là như số cây đấy nôm. Cái cây này là hoành 17. Dạ. Đó. Từ 17 tới 22 nha cô chú anh chị. Bán hết 30 cây này là giá 420.000. Rất mềm luôn, quý vị nhanh tay dừng lại ha. Quành thì khá to nè, để đẹp, tay cầm đều. Rồi bao ship 50 cây số đổ lại ha. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ anh Hùng để thỏa thuận giao lưu ha. Số điện thoại để trên tiêu đề đó cô chú anh chị. Yeah. Có gì liên hệ ảnh để thương lượng ha. Số điện thoại là 0372807479. Dạ, cũng là số Zalo canh luôn ha. Cũng là số Zalo luôn. Dạ. Nếu cô chú anh chị này có nhu cầu thì các bạn Zalo với em. Dạ. Em cho xem cây kỹ lại ha. Dạ. Mai tàng thì có 105 cây. Giá hoành từ dao động từ 15 tới 19. Dạ. Mà hoành 15 là tỷ lệ rất là ít. Dạ. Nó nằm 17, 12, 8, 10, dạ. 19 là rất là nhiều. Dao lưu hết 105 cây là giá 250.000. Dạ, 250.000. Nếu lấy hết một lần thì em bao phí ship là 200 km. Còn lấy 50 cây là em bao phí ship chỉ 100 km thôi. Nếu lấy 50 cây thì chỉ có 100 cây số là lại ha. Dạ. Còn mua 10 cây thì anh vẫn bán ha. Có vẫn giá khác vẫn bán mà thỏa thuận với dạ, chủ sao. Dạ dạ. Đó. Rất mềm luôn vậy. Rồi tiếp theo luôn anh. Rồi đây luôn ha anh. Rồi. Dạ. Từ đây ra ngoài đó đó. 105 cây ha. 105 cây. Dạ. Đây quý vị đế đây. Cây này lục lực ha. Tay cầm đều, dán trực tàn không. Đó bên đây luôn quý vị. Tổng là 105 cây. Nếu quý vị mua hết 105 cây thì ảnh bao 200 cây số ha, đổ lại. Đó. Còn mua 50 cây thì ảnh có bao chỉ có 100 cây số quý vị. Mua hết thì giá thì 250.000 một cây ha. Rất mềm luôn. Đó, quý vị nhanh tay dùng lại. Nói chung cái lô mai nè, nội bông quá trời bông. Yeah. chùm nè. Bông đẹp ha. À. Cái này lùng lực, dán trực. À. Rồi, anh có nhắn gửi gì không anh? À, cuối clip chúc bà con một ngày dồi dào sức khỏe và nhớ xem clip và ủng hộ em rất. Yeah. Cảm ơn nhiều. Rồi, cảm ơn anh Hùng nhiều ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Hùng. Cùng với mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.